Đức và địa phương ấp Đồng Tâm A đã giao số tiền 500.000 đồng hàng tháng lần 7 cho hoàn cảnh 52 là bác Nguyễn Thị Thiệt ở ấp Đồng Tâm A, xã Tân Duyệt, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau, do bác Năm Khai Sanh và Sì Nghiệp Cứu tài trợ. Trong lần giao tiền lần này, bác Năm Khai Sanh và Sì Nghiệp Cứu có tặng thêm cho bác Thiệt là 10 kg gạo trị giá 100.000 đồng. Hội Hoa Đức xin chân thành tri ân và cảm niệm ân đức của bác Năm Khai Sanh và Sì Nghiệp Cứu, và thật nhiều thương chúc quý ân nhân cùng gia đình luôn luôn dồi dào sức khỏe, thân tâm thường lạc, vạn sự an khang và cát tường như vậy. Tôi đại diện chính quyền địa phương ấp Đồng Tâm A cảm ơn bác Lâm Hai Sinh và Sì Nghiệp Cứu đã tài trợ cho bác Thiệt. Tôi Nguyễn Thiệt, 83 tuổi, có bệnh tật. Nhờ là bác Lâm Hai Sinh Nghiệp cầu cứu bên hộ Đức hộ đồ mà cho tiền bạc, cho tiền 500.000 với một cái gạo hàng tháng. Rất cảm ơn hộ Hoa Đức. Dưới vậy phải không? Dạ, cái hàng ô số 7 này nè. Ra ngoài rồi.